Dạ, và lời nói đầu tiên Châu Vinh Thanh Hồng xin gửi một lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang xem video này. Thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều vui ha. Thì hôm nay Vinh đang có mặt tại nơi đây, nơi mà của chị Chim Sâu đã sinh thành cũng như là trưởng thành tại nơi đây ha. Thì đây là nhà của người em của ngoại của Chim Sâu, đã nuôi dưỡng Chim Sâu từ nhỏ tới lớn cả nhà. Thì Vinh xin mời cả nhà mình cùng lên đây và nói chuyện với cùng với gia đình ha, để xem hoàn cảnh của chị Chim Sâu như thế nào. Hiện tại thì bên chồng chị thì cũng vừa cắt nhà xong, rất là đẹp. Mẹ nó bây giờ đi mất lúc tới giờ luôn, không có gì thăm con, không có gì hết trơn. Không về thăm luôn hả bác? Vì là bỏ rơi Chim Sâu là lúc chị Chim Sâu bao nhiêu tuổi bác Út? Nó còn nó xíu à. Nó còn xíu bà ngoại, nó nuôi ngoại nó chết rồi, nó cấp đó là ngoại nó chết là nó biết đi rồi đó, nó đi bự rồi đó. Rồi nó sống với tôi. Dạ. Bây giờ bỏ nó đâu giờ? Thì đó. Rồi lâu ngày rồi Chim Sâu không lấy Chim Sâu về thì mình có lo lắng mình... Có chứ. Dạ. Hồi đó nó cũng bắn số, nó cũng ngủ về ngủ đây. Còn cái ông nó mới có chồng nữa, nó mới ở chảnh đó. Chứ không sao nó ở đây về nó ngủ. Dạ. Rồi là mình lên Chim Sâu ngủ dưới căn bếp phía dưới hả? Dạ. Ngủ phía dưới rồi, thấy phòng thì nó ngủ dưới nó ở giờ đó. Dạ. Rồi ở đây chỉ có tắm rửa, chỉ giặt đồ vậy đó. Có. Giặt đồ mà đứa giặt cũng sạch đâu. Dạ. Rồi bác giặt luôn hay sao? Không có, nó giặt thì cũng chỉ giặt, nó giặt ngay đi cho bà Út chỉ đi. Rồi mình biết cái rõ nguyên nhân mà ba mẹ của Chim Sâu vì sao thôi nhau không bác? Ồ, hai đứa nó cũng không có thuận thảo, rồi mẹ mạnh chồng đi, có vợ, rồi mạnh mẹ có chồng, nó cũng tu giờ nó biết nó đâu. Yeah. Năm nay là lúc đó là Chim Sâu bị bỏ rơi là lúc nhỏ, mấy tuổi? Nhỏ cũng 20 tuổi gì đó. Nhỏ dữ vậy đó hả? Ngoài Chim Sâu là... lúc đó thì mới ngay 20 tuổi thì cũng nó ở đây cấp nó ở với bà ngoại, rồi sau này nó chậm mà mẹ nó mới đi bắt tiêu luôn đó, chứ đó thì nhỏ thì còn ở với ngoại. Là mẹ ruột chị Chim Sâu mẹ thờ, có thờ giống Chim Sâu không? À. Nó đẹp lắm. Yeah. Nó đẹp lắm mà ba nó thì nhỏ con. Con nghe bà con có chia sẻ là ba mẹ Chim Sâu thôi nhau là có cái sự hiểu lầm nào đó đúng không bác? Tôi không biết nữa, gậy hai chồng nó gậy lộn người lão, tôi cũng không có gành. Rồi mình cũng rồi mang... Giờ ba nó cũng có vợ khác, rồi mẹ nó thì có chồng khác. Mạnh ơi, nó có chồng đi mất tiêu hết. Dạ. Mẹ ba nó thì lên đi. Dạ. Hồi nãy là con có nghe là ông Tư nói là cái lý do mà chị Chim Sâu bị bỏ đó là khi mà sanh chị Chim Sâu ra là ba mẹ của chị Chim Sâu đó cảm thấy là chị Chim Sâu xấu quá đi, nên bắt đầu hai người mới rạn nứt hôn nhân rồi bỏ đi. Là không biết là có đúng như vậy không? Không, cái đó thì cấp không có, là hai chồng bị lộn thì bỏ nó ở với ngoại nó. Còn cái vụ mà không thương ngộ đẹp xấu gì luôn cũng không rành. Cái đó là không có nghe đúng không? Khổ lắm, nó ở với tôi thời gian cũng lâu lắm. Dạ. Ngoài chết thì ở với tôi. Dạ. Đi bằng số thì nó khóc gì đó. Dạ. Chị Chim Sâu đi bán về, chị có cho tiền bác không? Không đâu, không đủ nó ăn nữa. Dạ. Bán nhiều không đủ nó ăn, nó dễ gì nó lấy tiền đó được. Dạ. Cho đâu, dạ. Buồn lắm. Với lại là cho con hỏi cho. Họ vừa lắm. Vậy hả? Dạ. Giặt đồ cũng sạch. Cái đồ nó có đi giặt. Rồi với lại cho. Như là nó có mắc kẹt đồ thì nó giặt đồ cũng sạch thì mình cũng làm đỡ. Chứ để gì không được, nó sợ nước nó không dám tắm. Yeah. Đi nhận nước nó hoài đi, đứng lâu chứ tắm cho nó. Yeah. Vậy thì sợ nước lắm. Con cũng có nghe là cái bệnh này á là rất là sợ nước. Dạ, sợ nước. Nhưng mà với lại là cho con hỏi thêm á là cái lúc đó là ở dưới đây á là chị Chim Sâu bán ngày bao nhiêu tài giấy số ạ? Nó bán nhiều có biết đâu, nó lãnh rồi nó bán, nó ăn làm gì làm chứ nó có cho tôi đồng bạn nào đâu. Để gì nó cho dạy nữa. Không cho đâu, của nó giữ, nó ăn, nó làm, nó không cho ai đâu. Còn ngoại nó mà nó còn cho nữa. Tính ra là Chim Sâu này bán vé số kinh tế lắm á nghe. Bán vé số nào mà hết, rồi cảm thấy nó hết á, là mới lấy bán tiếp.
chứ không bao giờ lấy nhiều. Không lấy nhiều. Chắc nghĩ là lấy nhiều sẽ ế. Sợ ế. Ế gì cho lấy nhiều. Thôi lấy ba cũng được, cái gì hết. Nó lấy nhiều quá. Đủ nó ăn gì đó thôi à. Dạ bác ơi, thì con nghe là cái câu chuyện này mà về chị Diêm Sâu là bị hai người đàn ông như là đè là hại chị Diêm Sâu, đó là sự việc đó là có bầu đó là có không cô? Không có đâu, có bầu, có đè, không có bầu. Không có bầu hả? Nó đi tầm bảy tầm bả, nó đi tầm mấy người con vô đảng đồ đó. Chỉnh rượu rồi đó, chứ ai đâu mà ở với nó. Đi rồi nó sợ, ta sợ nó đi gì đó rồi. Người ta mới đặt vòng cho nó, chỉ sợ nó có bầu, tội nghiệp nó khổ, ai nuôi nó. Dạ. Mới đi đặt vòng cho nó, dẫn đi đi đặt vòng. Là chị có phá thai hai lần luôn hả bà? Hả? Chị có phá thai hai lần? Không, không phá thai đâu. Có như mình sợ mình đặt vòng cho nó thôi, chứ còn sợ nó đi tầm bậy tầm bạ bị người ta đè nó rồi có bầu đi. Dạ. Không ai nuôi gì đó. Không ai nuôi nó đâu. Rồi bà ngoại nó mới kêu đi làm chồng, đi ra thằng nữ trên chứ để đẻ đâu có được. Bà ngoại, em của bà ngoại. Là gia đình chị Diêm Sâu là tổng cộng là có mình anh chị Diêm Sâu hả bác? Có mình anh đó hả? Nó đi tới giờ luôn, nó không biết nó đâu, mẹ nó, tôi cũng không biết nó đâu. Sao mà ba mẹ sinh ra rồi mà bỏ Diêm Sâu ở đây? Mới nói, bởi vì nó tức. Dạ. Hồi đó mẹ nó còn phải vậy, mẹ nó đẹp lắm. Mẹ nó đẹp lắm. Vậy đó hả? Ừ. Dạ. Ba nó thì xấu thiệt nha, ba nó nhỏ con mà xấu, nó giống ba nó đó. Dạ. Mẹ dạ đẹp lắm. Chị là chị Chim Sâu này đang giống ba hả? Giống ba. À. Thì cô Bảy nó trong này nè. Dạ. Dạ. Còn chị là mấy con của Chim Sâu không có tìm Chim Sâu hả bác? Thì nó cũng vòng vòng ở đây chứ đâu có tìm nó chị đâu. Là thời gian nó cũng ở với cô nó cũng được. Đi đâu cũng được. Con Gia cũng tự nó tầm lưng hết trơn. Muốn ở đâu cũng ở, nó muốn đi đi. Dạ. Với lại là cho con hỏi thêm là chị Chim Sâu anh Chảnh á là rất là quậy, thì không biết lúc trước dưới này là có quậy như vậy không? Sao không? Trời ơi, nó quậy dữ lắm. Nó hỏi chồng sớm nó quậy dữ lắm luôn. Nó gặp ai cái nó ôm, nó kéo. Ừ, nó gặp trai nó mê lắm. Chứ hả? Ừ. Trời ơi. Nó mê trai lắm, bởi vì tôi chửi hoài luôn. Nó khùng khùng gì đâu. Ủa? Vậy là chị Chim Sâu là thích trai trẻ lắm. Trai lắm. Trời ơi. Là gặp trai là chị Chim Sâu là ôm hay sao? Không phải ôm mà đều nó mê trai vậy. Nó thích. Là cái số đó đào hoa đó. Cùng cùng có biết gì đấu thấu gì đâu. À, năm nay là chị Diêm Sâu là bao nhiêu tuổi? Không biết, trong tu giờ tôi té. Nó cũng ba mấy tuổi rồi đó. Dạ. Cũng ba mấy tuổi. Thì hồi bữa có nghe là chị Diêm Sâu hiện tại là tới 36 tuổi. Ừ, hốt ở dạ. Đó. Ở đó nó cũng lớn tuổi lắm rồi đó. Ủa như chị Diêm Sâu này mới đi theo chồng là được mấy năm rồi? Mới đây. Mới đây. Năm gần năm ra từ năm nay rồi đó. À, một năm mà năm có năm gì đó. Ủa vậy là sao mà chị Chim Sâu nói là mình có chồng 5 năm rồi? Trời ơi, nó có nhập. Mới đây đi nè, rồi mới này chứ có chồng rồi, trước đâu có chồng đâu. Vậy là nếu mà chính xác luôn là mới quen với chồng hiện tại là anh Long là mới được có một năm thôi. Năm nay cái gì? Năm nay đó. Tại vì con nghe thằng này thằng kia thằng nọ là nó ba lần ba trận nó muốn cái ai đâu mà ấy bả. Tại vì con có nghe một cái thông tin là quen với anh chồng hiện tại đó là 5 năm. Tên con hỏi lại. Bà không biết nhưng mà ở bây giờ là năm chắc ở năm mấy. Dạ. Nhưng lúc đầu quen á thì đã không biết. Dạ, chắc có thể là bên kia nói hơi lố xíu đâu mà. Trời ơi, tôi khổ trở như thế này một thời gian biết bao nhiêu. Là ba ấy nó tối nè, nó mệt chứ nó mệt chứ lắm, bị nó ở dơ. Nó dơ dữ lắm. Không có được. Là chị ở đây là chị có thường xuyên là mình la gầy không? Không không. La gầy nó cho nó nên nó chứ không la gầy nó dễ gì. Mình có khi nào mình cầm cây mà bự bự dí cờ gà không? Không quấn không. À. La cái con nó phụng nó la nhiều. Dạ. Ai mà làm đồng. Như là kia quấn không à. Có con người ra mà đường á. Người ta mấy thằng đó ăn hiếp nó thôi. Quấn lên bờ xuống nguồn quấn nổ chứ không có ở đây không ai quấn nó đâu. Dạ, với lại là cho con hỏi thêm
là như cái lúc trước á, là khi mà tụi con nói chung là không có tiếp xúc nhiều với chị chim sâu, là lúc trước con có quay trên chảnh á, là chị chim sâu là hay có những cái hành động gọi là thủ bộ với người thân á, là dưới này có không? Có, không có. Có hả? Nó không có sợ ai chứ. Nói gì nói mình gầy gầy nó, dạ. nó làm chứ nó không ý, sợ ai. Ý là có quất thiệt không hay là chỉ dẫn dẫn vậy thôi? Không quất thiệt đâu. À, chỉ là múa dẫn dẫn thôi, phải không? Mà đứng coi múa giỏ gì đấy coi. Coi nghe nói là chim sâu nó một vùng ở chỗ một tiếng này. Đó là chim sâu là chị Đại phải không? Đâu chị Đại. Có đâu gọi đó chị Đại. Không có. Sao mà chim sâu nói là ta đây là chị Đại ở dưới này. Không ai có đâu. Sâu chứ. Tại người ta thấy cái vùng ta không có dám quánh, tính ra bà chim sâu này bà rất là nổ. Nó cũng đầu. Dạ. Đầu nó có ba học nó cũng lên tay. Vậy là toàn là nó bị quánh không mà bà nói là chị Đại đó ta. Trời ơi, tao quánh nó gần chết thì nó ở đây. Nó là nó chỗ là chị Đại. Tao thấy như mấy người bình tĩnh nên như mấy thằng ở ngoài đường á, cũng như nó ăn hiếp thôi. Nếu mà theo quánh ta biết nó. Dạ. Mấy người lớn hay quánh nó. Dạ. Quánh nó. Nếu mà con theo, nếu mà sót những câu chuyện nãy giờ thì con nghe có thể là chị chim sâu là dạng như là bị người ta ức hiếp quá nên tạo ra những cái hành động gọi là dội ngược để cho người ta sợ, đừng để mình tiếp cận mình đó. Rồi cuối cuộc hai ngày bị ta quất không? Trời ơi. Không sợ ai hết trơn á. Mình thì mình sợ chúng hãm hiếp nó, mà nó không sợ. Nó cùng không sợ ma mà. Nó không có sợ ma đâu, ma sợ nó không sợ ai đó. Vậy là bà không đi nữa, đêm là qua đây nữa. Không đi đâu, đi mà ngủ ha, nó chịu ngủ rồi ha, ngủ đứng bắn chưa đó. À đúng rồi. Mà có văn mùng không bác? Văn mùng cứ khi không văn, muốn văn thì văn, không văn thì thôi. Tôi gặp thì tôi la, văn mùng thì nó không gặp thì nó ngủ vậy đó. Không gian mũi chích sao chịu nổi vậy? Chích nó mũi ngủ nó cũng ngủ luôn. Cô ấy vô hỏi là thêm là như cô hôm nay cũng có xem YouTube thấy là chị chim sâu không? Như cô xem như vậy thấy là chị chim sâu hiện tại bây giờ là có ốm hay là mập hơn lúc trước không? Ốm. Ốm lại. Thấy nó vậy được vậy cũng mừng cho nó đi, kệ đi, cái thằng này tôi nó tôi cũng được đi. Bây giờ tôi giờ cũng đâu có lo nổi ở đây đâu, giờ ổng đau rồi tôi bệnh ở đây đâu ai lên tiếng đâu, không ai lên tiếng cả con nuôi xong chứ nói thì nữa ở đây nhà cửa thì giờ con nó cũng cắt cho cũng chứ là tôi có làm gì ra tiền. Dạ. Bởi vì tôi té một tiếng đau này cũng mấy chục triệu rồi, con nó lo không chứ tôi làm gì có tiền. Rồi như vậy đó thì hai vợ chồng chị chim sâu là có về đây mà trình diện cũng như là thưa bác không? Không luôn. Không luôn hả? Bữa đó đi ngang đây, có đi ngang đây nè. Nè. Cái phe cự phe vàng đó đó. Dạ. Nè đây nữa nè. Làm gì đó? Gì đó hả? Ờ. Trời ơi. Cái phe chân à. Đi ngang cà khịa chơi vậy đó hả? Cà khịa. Cái phe vậy đó nó nổ lắm á. Đó. Đó gặp bà ba trận. Ba gặp bác Út là bà cà khịa ha. Ừ. Bà phe vàng có vàng này kia. Út có mừng á. Để đi cho nó mừng, nghĩ cũng mừng cho nó đi. Tôi giờ cũng lo nó đâu có nổi. Dạ. Đau dạ. Bây giờ hai chồng già ổng bệnh nữa là lo gì nữa, lo cho nó. Bác con thấy là bác ngồi xe lăn như thế này là chắc bác bị tai biến hả? Tai biến rồi, tai biến rồi cũng mấy năm rồi đó. Dạ. 2 năm. Bác Út năm nay là chắc cũng 7 ngoài chưa? 75, 70. Dạ. Dạ. Bị gì tôi bẻ leo bẻ châm, té tôi gãy xương chân luôn. Vậy đó. Gãy xương luôn. Cặp đi nóc mà gãy xương chậu nữa. Rồi đi giờ lấy thuốc đồ đi đỡ đỡ thôi, có mạnh gì. Rồi bà chim sâu ở đây thường bà có lên quậy Út gì không? Không. Có khi nào bà múa lửa với Út được không? Không dám đâu. Bà múa lửa là dí bà lại thôi chứ có gì. Dạ, thì câu chuyện của chị chim sâu qua lại kể là người em ruột của ngoại ruột chim sâu, ngoại ruột của chim sâu thì là cái người nuôi từ nhỏ nha cả nhà. Thì tình trạng là của cô là cô bị té cây, là bị gãy xương, còn thêm chú này hiện tại là bị đi giường nha cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà mình theo chân mời cả nhà mình theo Vinh Tân Hồng xuống đây coi cái ngôi nhà mà nơi của chim sâu hồi đó sinh sống nha cả nhà.
là có rất là nhiều quý khán giả là không biết là ngôi nhà của chim sâu lúc trước là ở như thế nào. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì đây là ngôi nhà của chị chim sâu lúc trước là sống ở đây nha cả nhà. Đây thì như những mà cái củi này kia với cái tủ lạnh này kia là do chị chim sâu đã đi lâu rồi mới để vô thôi, còn thực chất lúc trước thì nó không có ha. Ngày xưa là chúng ta ở đây hả? Ở đây mà cái nhà cũng là nhà của tôi, người chúng ta nó ở vậy thôi chứ nó không có nhà. Dạ. Dạ. À, nói chung là bà Út là cưu mang cho chim sâu ở đây. Thì là với lại là cho con hỏi là lúc đó là như cô là cho chim sâu ở đây á, thì là chim sâu ở được bao lâu trong ngôi nhà này? Ở cũng mấy năm ạ. À. Mấy năm luôn hả? Chết rồi, ở mấy năm nó mới đi bán số rồi nó đi gặp chuông. Dạ dạ. Vậy bây giờ cho con xin phép là con xin đi vào để con quay kỹ hơn cho quý khán giả được thấy ha. Dạ 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 dạ. À, Vinh mời cả nhà mình vô xem ha. Chim sâu đã từng ở nơi này nha cả nhà. Rất là đơn sơ nha cả nhà ơi. Chim sâu đi rồi dán bóng đây lạnh lẽo mà. Đúng rồi. Đồ đạc. Thì nói chung là do là cũng đã đi lâu rồi nên đồ đạc thì nó hơi ấy lại. Rồi. À, thì đây là cái nơi sinh sống của chị chim sâu lúc trước nha cả nhà. À. Thì qua những video clip này mọi người có thể thấy là những cái hình ảnh của chị chim sâu như thế nào ha. Rồi, Vinh Tân Hồng xin hẹn lại quý khán giả ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn quý khán giả đã xem video này của mình. Hãy luôn quý vị khán giả hãy đăng ký kênh Vinh Tân Hồng để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất về chị chim sâu.